Vâng ạ, Tượng Gỗ Nguyễn Hồng xin chào tất cả các anh chị ạ. Và trong video này thì em xin giới thiệu với anh chị ạ hai bình mai ạ, được chế tác trên chất liệu là gỗ hương anh chị nhé. Và khi anh chị ngắm nhìn hai bình mai này thì anh chị có thấy tâm trạng xuyến xao hơn không ạ? Vâng ạ, bình mai thì là biểu trưng cho cái sự điều may mắn, điểm hạnh phúc ạ, niềm sum vầy các bác nhá. Và nói đến bình mai thì mình hay nhớ đến Tết ạ. Và chỉ còn khoảng 3 tháng nữa thôi là chúng ta đã chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán rồi. Vâng ạ, một cái Tết mà chúng ta sẽ được gặp những người thân, bạn bè của mình ạ. Và không biết là trong số anh chị ở đây ạ, đang xem video này ạ, các anh chị đã chuẩn bị những gì rồi nhỉ? Đã chuẩn bị những cái tác phẩm nào ạ, những cái đồ vật nào để trang trí cho ngày Tết của mình hay chưa ạ? Và Tượng Gỗ Nguyễn Hồng trong thời gian này đang tập trung vào những tác phẩm độc lạ này, những cái tác phẩm mang ý nghĩa Tết để có thể giới thiệu tới tất cả các bác nhé. Và trong video này thì em xin giới thiệu với tất cả các bác hai bình mai được chế tác trên chất liệu là gỗ hương các bác nhé. Và mỗi bình mai thì sẽ có những cái kích thước khác nhau. Một bình có kích thước nhỉnh hơn một tí và một bình thì có kích thước hơi bé hơn một tẹo ạ. Vâng ạ, và bình mai đầu tiên mà em muốn giới thiệu với các bác là một bình mai mang mã số 1 với kích thước là cao 82 ạ, ngang 40 và chiều sâu là 40 các bác nhé. Và giá của tác phẩm này ạ, bên em giao lưu với các bác trong ngày hôm nay chỉ là 7.600.000 đồng ạ. 7.600.000 đồng ở bên em bao ship tới các bác nhé. Một bình mai ạ mà bên em tất cả chi tiết đều làm thủ công bằng tay hết. Và phần bình này ạ, phần bình bo bằng tay luôn. Với các bác có thể ngắm nhìn những đường vân đấy ạ. Một bình mai lan các bác nhé. Và bên em có gắn lên thêm những chú bướm này, những chú chim này để cho tác phẩm này thêm sinh động ạ, nổi bật hơn rất là nhiều. Vâng ạ, một bình mai thì có những cái phần bông hoa đã nở rồi. Và ngoài ra thì còn những cái phần nụ ạ, phần nụ đang chúm chím e ấp đợi ngày nở các bác nhé. Và điểm nổi bật của tác phẩm này là những chi tiết có điểm giác. Những điểm giác làm cho tác phẩm thêm nổi bật, sinh động hơn rất là nhiều. Một bình mai với rất là nhiều tán ạ, rất là nhiều tán sum xê. Mang khi mà chúng ta trưng bày cái bình mai này trong không gian nhà mình, đặc biệt là dịp Tết, thì sẽ mang lại những cái điều may mắn các bác nhé. Những cái điều may mắn không chỉ có ý nghĩa về phong thủy mà đơn giản hơn là bình mai này chúng ta có thể trang trí trong nhà, làm cho không gian ngôi nhà của mình thêm nổi bật hơn rất là nhiều. Vâng ạ, rất nhiều những chi tiết mà bên em thể hiện trên tác phẩm này ạ, hai chú chim này. Vâng ạ, những cái bông hoa lan ạ, những chú bướm ạ. Vâng ạ, những bông hoa lan với cánh rất là mỏng ạ. Với những cái bông hoa đào ạ, mỏng tang cánh luôn, đục như là một cái bông hoa đào thật luôn các bác nhé, bông hoa mai thật luôn ạ. Với những cái bông hoa mai mỏng tang này, như một bông hoa thật ạ. Vâng ạ, bình mai lan các bác nhé, bình mai lan ạ. Vâng, em xin nhắc lại ạ, kích thước của tác phẩm này cao 82, ngang 40 và chiều sâu là 40. Giá bên em giao lưu với các bác là 7.600.000 đồng và bao ship các bác nhé. Chỉ 7.600.000 đồng ạ, các bác đã có thể chơi, sở hữu ạ, trưng bày một tác phẩm ạ, mang rất là nhiều ý nghĩa này. Và tạo tô điểm cho không gian của nhà mình ạ, không chỉ là dịp Tết mà còn cả tất cả những ngày trong năm luôn. Mỗi khi nhìn vào bình mai thì mình cảm thấy rất là yêu đời đúng không ạ? Rất là yêu đời. Vâng ạ, đây là bình mai mã số 1 các bác nhé. Bình mai mã số 1. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu với các bác một bình mai số 2. Bình mai số 2 này thì với kích thước to hơn, nhỉnh hơn một chút ạ, với kích thước là cao 83, ngang 43 và chiều sâu là 45 các bác nhé. Và giá của bình này em giao lưu với các bác 9.000.000 đồng ạ, 9.000.000 đồng và bao ship ạ. Và tương tự như cái bình mai vừa rồi ạ, những chi tiết được người thợ, người nghệ nhân của bên em thả hồn vào tác phẩm này ạ. Chăm chút từng chi tiết một, từng cánh hoa mai, từng nụ mai luôn ạ, cho tới những chú chim. Rất là kỹ càng các bác nhé, cực kỳ kỹ càng và sắc nét luôn ạ. Và bác nào ạ vẫn đang đi tìm kiếm cho mình một bình mai thì có thể tham khảo thêm hai bình mai này của bên em các bác nhé. Từ giờ đến Tết thì bên em sẽ tập trung chú trọng vào giới thiệu với các bác những tác phẩm mang đậm chất của ngày Tết này, đậm chất của ngày Tết luôn. Và bình mai là một cái biểu tượng cho sự may mắn, sự hạnh phúc, sự sum vầy. Và Tết thì chúng ta sẽ không thể thiếu những cái bình mai này rồi đúng không ạ? Ngoài cái việc mà chúng ta chơi hoa thật ra thì việc chơi những cái tác phẩm đồ gỗ thì sẽ mang cái ý nghĩa phong thủy rất là tốt các bác nhé. Và đặc biệt là những cái tác phẩm này thì chúng ta sẽ không phải mất những thời gian này chăm bón hay là bảo vệ này, chơi quanh năm luôn ạ, quanh năm luôn. Một tác phẩm đục tứ diện các bác nhé, đục tứ diện đấy ạ. Bình mai này ạ, bên em cũng đục thêm, làm thêm những cái bông, những cái nhánh lan này, những chú bướm này. Vâng ạ, làm cho tác phẩm này thêm, làm cho những cái tác phẩm này ạ thêm nổi bật hơn là rất là nhiều các bác nhé. Một bình mai ạ với chiếc bình bo hoàn toàn bằng tay, tất cả bằng tay, làm thủ công 100% luôn ạ. Và các bác có thể nhìn thấy ạ, thủ công bằng tay nhưng rất là tròn đều đúng không ạ? Rất là tuyệt vời phải không ạ? Vâng ạ, và em xin quay tổng quan lại hai tác phẩm này các bác nhé. Bên trái màn hình ạ, bên trái màn hình các bác, đây là bình mai mang mã số 1 với kích thước là cao 82 ạ, ngang 40 và chiều sâu là 40. Và giá của bình mai số 1 ạ là giá 7.600.000 đồng các bác nhé. Và bình mai số 2 ở bên tay phải màn hình của các bác ạ, với kích thước cao 83, ngang 43 và chiều sâu là 45. Bình mai này ạ thì có kích thước to hơn, nhỉnh hơn và sẽ có giá là 9 triệu đồng các bác nhé. Các bác có thể thưởng lãm ạ, ngắm nhìn hai tác phẩm bình mai này và cảm thấy hai bình mai này ạ phù hợp với không gian nào của nhà mình thì các bác có thể alo cho bên em nhé. Theo hai số điện thoại ạ, 0987 336 318 và 0966 336 338 các bác nhé. Và bên em là Tượng Gỗ Nguyễn Hồng có địa chỉ ở quốc lộ 38 là ngày nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương các bác nhé. Vâng ạ, là xưởng chế tác ra những cái tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ đẹp, độc đáo và giá tại xưởng các bác nhé. Và em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video này của bên em. Và em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo ạ.